Bản tin 141 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 6, đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, đội 5 Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, cơ quan công an và Trung tâm giám định ma túy Viện Khoa học hình sự đã tổ chức khám xét lô hàng nghi là ma túy được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Thông tin này sẽ mở đầu cho bản tin 141 ngày hôm nay. Lô hàng có số vận đơn CC06717535352NL nhập khẩu từ Hà Lan về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh đang lưu tại kho hàng Trung tâm Khai thác Bưu chính Quốc tế miền Bắc, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện thuộc xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, trong lô hàng có dấu 515 viên hình dạng như thuốc, có trọng lượng 222 gram, nghi là ma túy. Kết quả test nhanh phát hiện dương tính với chất được sử dụng trong bào chế thuốc lắc. Sau khi lấy mẫu giám định, toàn bộ lô hàng đã được niêm phong để bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc một phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh mất tích và tử vong bất thường tại khu vực bến phà Vạn Phúc thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, công an huyện Thanh Trì đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của nữ phóng viên này. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6, phóng viên Đặng Thị Tuyền, bút danh Hải Đường, được xác định mất liên lạc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người trông thấy nạn nhân lần cuối tại khu vực bến đò thôn 1, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội. Ngay sau đó, gia đình, cơ quan, bạn bè đồng nghiệp của nạn nhân đã tìm kiếm tại khu vực trên và vùng sông Hồng xuôi về phía hạ lưu. Đến chiều tối ngày hôm qua 12 tháng 6, thi thể của phóng viên xấu số này đã được phát hiện khi đang trôi dạt và mắc vào bãi giữa sông Hồng, cách nơi mất tích khoảng 2 km. Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau hơn 5 tháng đưa ra dự thảo, ngày 1 tháng 7 năm 2018 tới đây, công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị súng theo quy định của thông tư mới vừa được Bộ Công an thông qua. Theo thông tư 17/2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, trại giam, công an cấp tỉnh, công an quận, huyện, thị xã, thị trấn được xem xét trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng cối, súng DKZ, trực thăng vũ trang, tên lửa chống tăng cá nhân. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ. Thưa quý vị, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đang háo hức cùng khán giả toàn thế giới hướng về nước Nga, nơi mà chỉ còn tính bằng giờ nữa thôi, giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, bên cạnh những người yêu thể thao chân chính, không ít người lại mượn giải đấu này để biến thành một sân chơi đỏ đen nhằm thu lợi bất chính. Chủ động nắm, dự báo tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh với các hành vi cá độ bóng đá. Đến hẹn lại lên, sau 4 năm chờ đợi, World Cup đã trở lại, hâm nóng bầu không khí bóng đá sôi động trên toàn thế giới. Các đội tuyển cũng như cổ động viên đều đã sẵn sàng cho hơn một tháng tới đây ăn ngủ cùng trái bóng tròn. Còn ở Việt Nam, người hâm mộ túc cầu cũng đang sôi nổi chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, một góc khác của tình yêu với môn thể thao vua, không ít người đã biến nó trở thành một trò cờ bạc, lôi kéo những người xung quanh vào việc cá độ bóng đá. Trước đây thì cái tội phạm mà liên quan cá độ bóng đá nó thì thường chủ yếu là diễn ra ở các cái cà phê bóng đá này, thì và ở chủ yếu là các quận trung tâm nội thành. Thế nhưng mà nay cái tội phạm thì nó không chỉ còn nằm trong nội thành nữa, mà nó ra cả các cái huyện vùng ven của ngoại thành Hà Nội. Trước đây thì chỉ có một số đối tượng hình sự tham gia thôi, nhưng bây giờ công chức, viên chức cũng có, học sinh, sinh viên cũng có, tham gia cá độ đều có hết. Nếu như tại một số nước trên thế giới cho phép cá độ bóng đá công khai nằm trong khuôn khổ quy định của pháp luật, thì tại Việt Nam, luật cá độ bóng đá vẫn đang là dự thảo. Và cho tới khi dự thảo được thông qua, thì cá độ bóng đá vẫn là vi phạm pháp luật. Đó được xem là một hình thức đánh bạc. Người ta cũng đang nói nhiều về việc hợp pháp hóa cá cược bóng đá. Tuy nhiên, theo tôi thì chừng nào mà nó vẫn chỉ là trên giấy, thì mà chúng ta chưa hiểu rõ những cái quy định của nó, thì chúng ta hoàn toàn là phải cân nhắc kỹ và nói chung là không nên tham gia. Hoạt động cá độ thì cũng dựa vào những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật để làm công cụ phương tiện để chúng hoạt động. Bất cứ nơi nào cũng có thể đánh được, nhưng trong phòng kín, khách sạn, rồi kể cả địa bàn công cộng. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2018, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, trong đó giao cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp, giải pháp tập trung đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
Tuy nhiên, ngay trước thời điểm diễn ra World Cup 2018, các nhà cái tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá đã đối phó với cơ quan chức năng bằng cách liên tục mở thêm các tên miền và địa chỉ IP mới để người chơi dễ dàng truy cập tham gia cá độ. Khi mà chúng phát hiện là có khả năng trang mạng mình đối tượng là bị cơ quan công an theo dõi phát hiện, là chúng chủ động thay đổi luôn cái mật khẩu. Và đặc biệt là cái thời buổi công nghệ này, một người có thể sử dụng rất nhiều sim điện thoại, sử dụng rất máy điện thoại để cái tham gia đánh bạc, và một đối tượng cũng có thể mở rất nhiều tài khoản để chúng thanh toán. Bóng đá là tình yêu, là niềm đam mê của nhiều người, nhưng những hành vi phạm pháp lợi dụng giải bóng để trục lợi được xem là đi ngược lại với tình yêu bóng đá. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an thì mỗi người dân cần cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá để môi trường thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn được lành mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 141 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.